Ready? Đứng đắn, trí thức, nữ cường nhân, sẵn sàng, một người phụ nữ thông minh, dân chủ, đầy quyền lực, bảo vệ nhân quyền. Sống trong một đất nước tự do thì chúng ta phải sử dụng quyền tự do của một công dân. Ngày 8 tháng 11 sắp tới là một ngày rất quan trọng. Ngày 8 tháng 11. 8 tháng 11 sắp tới. Là một ngày rất quan trọng. Rất quan trọng. Rất quan trọng. Vì chúng ta phải lựa chọn. Chúng ta phải chọn giữa Hillary và một người thiếu kinh nghiệm, kỳ thị chủng tộc, ngu xuẩn, ăn nói bừa bãi, khinh thường người di dân, khinh thường đàn bà phụ nữ, chống đối những người tị nạn, làm mất mặt cả một đất nước, cho nhân loại. Xin quý vị hãy đi bầu ngày 8 tháng 11. Đi bầu. Cá nhân tôi chọn lựa bà Hillary. Mọi người phải chọn. Is that right? Hashtag là gì? Hashtag. Làm nên lịch sử. Làm nên lịch sử. Làm nên lịch sử.